Chỉ còn vài tháng nữa, Kim Duyên sẽ chính thức lên đường chinh chiến Miss Universe 2021. Tuy nhiên, thời gian qua nàng hậu lại gây không ít tranh cãi bởi khả năng ngôn ngữ hạn chế của mình. Không chỉ vậy, netizen còn phát hiện Kim Duyên từng theo học rất nhiều trường đại học khác nhau trong 5 năm ngắn ngủi, nhưng chưa từng thấy hình ảnh tốt nghiệp. Cho đến sáng ngày 16 tháng 9, mạng xã hội rầm rộ hình ảnh Kim Duyên cầm bằng tốt nghiệp và tạo dáng chụp hình. Trong đó, nhiều khán giả cho rằng đây chính là bằng chứng cho thấy nàng hậu đã tốt nghiệp Đại học Cần Thơ. Ngoài ra, số khác lại chỉ ra một số điểm vô lý như là Á hậu Kim Duyên không mặc đồ cử nhân khi tốt nghiệp. Khi tra cứu bảng điểm trên website của trường, netizen cũng phát hiện cô đã thôi học và nợ đến 43 tín chỉ. Do đó, dân tình cho rằng rất có thể đây chỉ là khoảnh khắc Kim Duyên được mời chụp, ghi hình quảng bá cho trường học. Đến trưa ngày 16 tháng 9, Kim Duyên đã có động thái đầu tiên giữa loạt ồn ào về học vấn. Theo đó, nàng hậu chia sẻ chương trình Trung Thu Thiện Nguyện được phát trực tiếp qua Zoom mà không nhắc đến những lùm xùm đang gọi tên mình. Hiện tại, rất nhiều khán giả mong Kim Duyên sẽ chính thức lên tiếng và làm rõ về quá trình học tập điểm số của mình trước khi lên đường dự thi quốc tế. Trước đó, ở cuộc thi Hoa Khôi Áo Dài 2014, người đẹp giới thiệu mình đang theo học trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ. Sang đến Hoa hậu Việt Nam 2016, cô đã chuyển sang trường Đại học Nam Cần Thơ học ngành tài chính ngân hàng. Đến khi học tập tại nước ngoài, Kim Duyên cho biết cô học tiếng Anh tại Đại học James Cook. Sau đó, nàng hậu lại chuyển trường và chính thức tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh của Đại học Stanford Raffles.